Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng chơi thử con cái bài bổng này. Sau khi mà chúng ta ăn hành ở trận trước thì trận này chúng ta có ăn hành nữa hay không? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem thử nha. Cái bàn rồng thì anh em cũng biết là đam nó to lắm, nhưng mà với cái tình trạng hiện tại là đấm ngay cái xác là chúng ta không có thể nào mà xuyên được cái xác, nên là anh em đánh phải cẩn thận. Với lại là mình đánh vô mấy cái combo quái đồ này nọ à, anh em cũng phải cẩn thận với cái đó à, chúng ta phải chơi đồ này nọ. Nếu như mà dính theo quái à, con quái này nó dính vô quái, nó ăn đạp con quái à. Quái nó đỡ đam mày. Công nào đó cũng khủng khiếp đây. Thì cái bàn bổng mà để cái bàn rộng chứ, cái bàn rộng mà để vô top 1 thì chỉ có nước là top binh giáp thôi. Thật sự top binh giáp mới có nước là, mà cũng khó nữa. Nếu top binh giáp gặp mấy con cung lôn hay là con mấy cái phe kia nó cũng ép mình đồ này nọ, cũng căng lắm anh em. Ừ, giết được một em này thì đánh tôi nhất kiếm đồ này nọ, chỉ thiên kiếm nhất kiếm à. Giờ là bên phe của chúng ta đang dẫn trước, mình sẽ nắm chùm ở bên trên đi, cái cánh trái là ok, cố gắng mình nắm chùm cánh trái là được. Nhất kiếm này, nhất kiếm này gây ra rất là nhiều đam cho chúng ta. Hello tất cả anh em đang xem ở bên YouTube với lại Facebook nha. Mọi người xem cho mình xin một like nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều nha. Đấm. Chạy. Nó có trong khi trừ mình chạy là tốt nhất đi anh em. Cái bàn này, cái bàn tam hoàng à, tam hoàng 180 đánh với tam hoàng 182 à. Chạy thôi. Ồ, vậy cũng choáng được nữa này. Thì anh Thiếu Lâm này, lão ca anh em thấy mình chơi bỏ né mà nó còn lên né tránh nữa. Mấy ông mà không chơi bỏ qua né cực lắm á. Rồi ăn rồi. Gà không? Quá dữ dội luôn anh em. Con này nạp cơ kinh lắm. Thiếu lầm này. Có người bắt lại là con này nó phà rồng độ kinh khủng lắm anh em. Bị choáng là mình không chơi chịu được. Nhất ta râu. Chạy đâu anh râu? Anh cái bàn đây, tình trưởng nha. Oh my god, bị chặn lại rồi. Thiên thần đã quyền chết rồi. Chết, né rất là cao luôn. Oh, né nhiều kinh khủng luôn á. Chạy hết. Thấy là nạp kê 18 rồng là chạy hết. Chạy. Chui vô đây là an toàn. Có cái thí trường của con Hoa Sơn là anh em cứ chui vô. Trong đó nó rất là an toàn anh em. Né được chiêu đánh thường, né được chiêu bà đỡ bị sốc đau lắm. Anh kia đi đâu đây? Quỷ thiên nhẫn này. Ui phải rồi. Ui cái bàn này rất là trâu nha.
tên này giờ hơi khó thì nhắc lại đây, ngũ độc làm phù huyền, bên mình đang bị thua 300 điểm, mình đang cố gắng mình ăn bên này. Ồ chết em, chết. Oh my god, đúng không? Không biết cái chú giết mày hay thiếu lâm vô bắt không chết người ta mà mày chết hay nhục chưa? Oh my god, chạy chạy. Anh công lô mà không chịu nổi, giờ mình phải đánh quái thôi anh em. Công nó dính mấy cái người này mạnh lắm. Anh râu, trời anh râu hụt ơi. Nãy giờ quên tại X10 nữa. Anh Thiếu Lâm không chết, hụt ơi. Thiếu Lâm rất là may mắn chạy qua cái luôn. Giết. Yeah. Vào đây em, đấm cho vỡ mồm. Oh my god, 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 oh my god. Đúng. Anh em thấy đấm ghê không? Đấm quá khủng luôn. Bên kia nó vững hơn bên mình anh em ơi. Mình đang bị giảm khiến tất cả này, rất là khó chịu. Oh, chạy 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 chạy. Lam Phượng Hoàng, ngủ đẹp. À, chết rồi. Thành khác tư hãng. Thành khác tư hãng, cái chữ hãng mình nhớ là dấu ngã mình đúng không? Chạy đâu em? Ô, nó quýnh mình né không kìa, ghê không? Này, thanh niên là không chơi bao qua né đúng không? Không chơi bông hoa né này. Mày hả bưởi? Trời ơi, 20k rồi kìa anh em. Hay quá. Vô. Chạy đâu em? Ôi, oh my god. Thành các tư hạng cho nó chặn đam với mục tiêu rồi. Vậy mà mình giết được thằng Calon mới ghê chứ. Mày hả bưởi? Mình đang đánh trong không khí anh em à. Oh. Hơi bị lắc nhẹ nha. Bạn nào cũng kinh phết đấy.
chạy đâu mày, mày quýnh hoài con quỷ. Vô giết mày tiếp bên đây nha, mày tính tiếp này về TNG vậy đó. Chết nè em. Lên đường. T-I-N-G. 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 Thành các tư hỏn này. Đấm cho phù cái mỏ luôn. Ok, bên mình đang chiếm được ưu thế rất là dữ dội luôn anh em. 27k rồi. 2k là một cái con số rất là to lớn. Rất là khó để có thể mà lật kèo. Ăn luôn, không ăn được luôn, mít luôn, buồn vãi luôn. Ông cái bàn, giúp ông đi. Dạ, ô, vậy mình thua ông cái bàn bên kia dữ dội quá vậy. Ờ đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.